thẳng dịp lễ mùng 2 tháng 9 khiến chúng ta khó lòng kiểm soát được lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đặc biệt là chất béo. Cholesterol cao trong máu đã được xác định là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch. Việc thêm một số loại rau củ quả vào chế độ ăn đã được chứng minh khả năng hạn chế tích mỡ và dọn dẹp cholesterol trong cơ thể hiệu quả. Dưới đây là những loại rau củ quả chống béo dịp lễ ngày 2 tháng 9 mà các bạn có thể lưu ý lựa chọn. Thứ nhất, súp lơ xanh. Súp lơ xanh hay còn gọi là bông cải xanh là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên quan giữa việc tiêu thụ súp lơ xanh và giảm cholesterol trong cơ thể. Năm 2018, một nghiên cứu được công bố trong tạp chí Nutrition đã tìm hiểu về tác động của súp lơ xanh đối với cholesterol trong máu. Trong nghiên cứu này, các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm, một nhóm ăn súp lơ xanh hàng ngày trong thời gian 12 tuần, nhóm còn lại ăn một loại rau khác không có tác động đặc biệt lên cholesterol. Kết quả cho thấy, nhóm ăn súp lơ xanh có sự giảm cholesterol xấu đáng kể hơn so với nhóm đối chứng. Thứ hai, mướp đắng. Sử dụng mướp đắng, đặc biệt là ăn sống, sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu. Nhờ đặc tính này, mướp đắng hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế một cách đáng kể nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Bên cạnh đó, mướp đắng chứa các hoạt chất thực vật có thể giúp ngăn ngừa ung thư, giảm stress oxy hóa và giảm lượng đường trong máu. Cụ thể, mướp đắng chứa nhiều triterpenoid, polyphenol và flavonoid. Ngoài ra, nó cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Mướp đắng giúp cân bằng đường huyết, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, củng cố hệ tiêu hóa. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 cho thấy, chiết xuất mướp đắng đã kìm hãm một số phân tử đặc biệt. Các phân tử này vốn có nhiệm vụ cho phép glucose và chất béo di chuyển khắp cơ thể. Cơ chế này lại vô tình nuôi dưỡng tế bào ung thư và giúp chúng phát triển mạnh. Thứ ba, quả me. Me là một loại quả rất quen thuộc đối với người Việt Nam, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Me có giá trị dinh dưỡng cao và còn hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa và mục tiêu giảm cân. Thực phẩm này có nhiều chất xơ và axit béo không no. Đây đều là những chất có thể làm giảm nguy cơ xơ cứng động mạch. Đồng thời, hoạt chất mà me sở hữu có thể giúp thải mật, từ đó cải thiện chức năng của túi mật, giảm mỡ xung quanh gan và giảm mức cholesterol trong cơ thể. Vì vậy, ăn me với một liều lượng hợp lý và đều đặn sẽ rất tốt cho gan, nhất là bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Thứ tư, rau chân vịt. Rau chân vịt không chỉ ngon miệng mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, bao gồm chất xơ, kali và axit folic. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng rau chân vịt có thể giúp kiểm soát cholesterol trong máu. Một nghiên cứu đã được công bố trong Nutrition năm 2015 đã điều tra tác động của tiêu thụ rau chân vịt đối với cholesterol trong máu. Axit folic cũng được tìm thấy trong rau chân vịt và có khả năng giảm mức hormone statin, một hợp chất có thể gây tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.